Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Phan Thanh Phương, Võ Hồng Lượng, Lương Minh Quý và Đoàn Anh Phương cùng ngụ Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi mua bán người, cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng Phương cùng một số đối tượng khác đã mở nhiều quán karaoke hoạt động với quy mô lớn, tinh vi, khép kín trên địa bàn huyện Gò Dầu, huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng để thu lợi bất chính từ các hoạt động phạm pháp. Nhóm này đã đi tuyển chọn tiếp viên cho dây tiền với lãi suất cao, rồi ép buộc tiếp khách để trả nợ. Khám xét khẩn cấp tại ba quán karaoke của nhóm đối tượng, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh, công an huyện Gò Dầu và công an huyện Bến Cầu phát hiện 46 nữ tiếp viên, thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ cho dây và 1 tỷ 200 triệu đồng. Mời làm việc 10 đối tượng có liên quan hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang truy bắt các đối tượng có liên quan đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản cho dây lãi nặng